Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện vào ngày 7 tháng 4 năm 2024. Trước khi đến với phần tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam, xin mời quý khán giả chúng ta cùng nghe những chia sẻ của tiền vệ Khuất Văn Khang về tình hình của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng. Và đội cố gắng đi vào sâu nhất để có thể tham dự. Mục tiêu xa là Olympic của Paris. Tới thầy Tuấn thì mọi người biết là thầy luôn luôn động viên tinh thần của toàn đội rất là nhiều, và thầy luôn là một người thầy truyền cảm hứng cho vận động viên cũng như là cho anh em cầu thủ. Thì thầy đã động viên toàn đội là luôn luôn là tập trung khát khao thi đấu để vì mong cầu sắc áo. Với Văn Khang thì Qatar mang lại cho bạn cái ký ức gì? Hồi đầu năm thì cũng là một ký ức hơi đáng quên đúng không? Khi mà bị thẻ đỏ, lần này quay trở lại Qatar thì cảm giác thế nào? Em thì Qatar cũng rất là nhiều kỷ niệm, em là từng tham dự rất là nhiều giải đấu rồi, cũng được tầm 2-3 giải thì cũng có một kỷ niệm khá là buồn, thì em nghĩ đấy là sẽ là động lực để cho em có thể phát triển hơn. Thank you.
mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng.